chín á. Nhảy nhì nè các bạn. Có em ơi. Không thể trả lời nha. Thì ra cái máy nãy giờ đậu đây mấy anh Toàn hả? Ở ngoài á, giải ba hay gì? Đây vỏ này là máy của anh Toàn ở ở Vĩnh Thạnh nha các bạn. Chi chùa mới ha, chùa cũ, chùa mới chứ.